Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn là cách chỉnh máy lập trình. Thì xin giới thiệu mọi người, đây là con máy lập trình rắc của bên mình đang bay hàng túi siêu thị. Thì con máy này đang gặp cái ban bệnh là khi mình lưng cái bàn kẹp lên này thì cái chân vịt nó cũng đi lên theo này. Đó. Thì đúng nguyên lý của nó là khi chúng ta nhấc cái bàn kẹp lên này thì cái chân vịt của chúng ta nó phải đứng im nhé. Thì con máy này nó đang gặp cái tình trạng là khi mình lưng cái bàn kẹp lên này thì cái chân vịt của chúng ta có lên xuống theo bàn kẹp này. Đó. Thì là tức là cái chân vịt này nó đang bị sai. Thì mình sẽ chỉ ra cái nguyên nhân nó sai ở đâu. Tức là khi chúng ta chỉnh cái cam chân vịt của chúng ta chưa chuẩn nhá, chưa đúng. Thì khi chúng ta nhấc cái bàn kẹp lên như thế này thì cái chân vịt của nó cũng nhấc lên theo này, thì nó sẽ gặp cái hiện tượng là bị bỏ mũi nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách khắc phục và cách chỉnh cam chân vịt của máy lập trình nhá. Thì các bạn nhớ theo dõi video. Nếu anh chị xem video của mình thấy hay, thấy hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái lắp ở trên lóc máy ra nhá. Muốn kiểm tra cái cam chân vịt hoặc chỉnh cam chân vịt thì các anh chị là phải tháo cái lắp ở trên cái lóc máy này ra thì chúng ta mới chỉnh được cam nhé. Rồi thì bây giờ mình đã tháo được cái lắp ra nhé. Thì xin giới thiệu mọi người, đây là con cam chân vịt nhé. Thì cái con cam này nó có tác dụng nó điều chỉnh cái bước đi của chân vịt chúng ta này. Thì một khi chúng ta chỉnh cái cam chân vịt của chúng ta nó không chuẩn thì nó gây ra cái tình trạng là bị xô quai, bị bỏ mũi góc, bỏ mũi đầu vào. Thì mình sẽ kiểm tra, bây giờ mình sẽ dẫm bàn kẹp mình kiểm tra này. Thì cái con này là đang gặp cái hiện tượng là cái trục cam này của chúng ta này đang bị xa trục bi quá. Đó. Thì khi chúng ta dẫm bàn kẹp lên xuống thì cái trục bi này của chúng ta nó di chuyển này. Đó, các anh chị nhìn thấy di chuyển chưa? Động đậy chưa? Thì nó sẽ làm cho cái chân vịt của chúng ta nó lên xuống nhá. Nếu mà trong quá trình mình chạy mà cái chân vịt của chúng ta lên xuống như vậy, đấy, khi chúng ta giảm bàn kẹp nó lên xuống như vậy thì nó gặp cái ban bệnh là bị bỏ mũi này, bị đứt chỉ nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh chị là cách chỉnh chuẩn cái cam chân vịt này. Thì anh chị nhìn thấy ở cái cam này nó có hai con ốc bằng lục giác 2,5 mm. Thì các anh chị khi chúng ta giảm bàn kẹp, đấy, cho cái chân vịt và cái bàn kẹp của chúng ta nó về vị trí ban đầu thì cái con ốc đầu tiên, đấy, con ốc ở trên cái đỉnh cao nhất của con cam này mình gọi là con ốc số 1 nhá. Và mình xoay xuống bên phía dưới này là cái điểm thấp này, cái điểm lõm này có con ốc này, mình đặt nó là con ốc số 2 này. Đó. Khi ta giẫm bàn kẹp và chân vịt của chúng ta về vị trí chuẩn thì cái con ốc đầu tiên trên đỉnh cao nhất của con cam này thì nó sẽ phải cách, nó phải cách con bi của chúng ta một phân nhá. Thì bây giờ mình sẽ tháo, mình sẽ lấy con ốc, hai con ốc giữa trục cam ra. Đó, và bây giờ mình sẽ xoay cái trục cam này cho nó sai đi nhá. Thì bây giờ con cam của chúng ta nó đã sai thừa lưa rồi nhá. Thì muốn chỉnh được cái cam này của chúng ta chuẩn thì các anh chị chỉ cần giẫm bàn kẹp cho cái trục bi của chúng ta nó kéo hết về lòng mình nhá. Đó, các anh chị giẫm bàn kẹp nhấc lên cho cái trục bi của chúng ta nó kéo hết về lòng mình này. Và các anh chị xoay con cam và chúng ta chọn cái con ốc ở cái điểm cao nhất của con cam này. Đó, con ốc số 1 này. Đó, con ốc ở bên phía dưới chỗ thấp này là con ốc số 2 này. Thì mình sẽ xoay cái con ốc số 1 này. Đó. Nó sẽ cách con ốc số 1 này, nó cách cái con bi này của chúng ta một phân này. Đó, và chúng ta cắm cái lục vào. Thì các anh chị chỉnh làm sao cho cái từ cái thành máy này nó cách con lục giác 2,5 mm của chúng ta là khoảng một phân nhá. Và các anh chị kéo sát, đấy, các anh chị dùng tay chúng ta kéo sát cái con cam của chúng ta nó vào cái trục bi này và chúng ta giữ chắc, rồi chúng ta sẽ tiến hành
chúng ta sẽ xiết con ốc giữ chủ cam này vào. Đó. Rồi sau khi chúng ta đã xiết được một con rồi thì chúng ta sẽ nhấc bàn kẹp lên kiểm tra là xem nó đã chuẩn chưa này. Xem cái con ốc thứ nhất đây là tức là con ốc ở trên cái đỉnh cao nhất của con cam này, xem nó cách con bi khoảng một phân hay chưa, và chúng ta sẽ cắm cái lục giác của chúng ta vào để cho trong trạng thái nó tự nhiên này nhá. Thì chúng ta phải căn làm sao từ cái thành máy này nó vào cái lục giác của chúng ta khoảng một phân nhá. Thì cái cam này các anh chị có thể là chỉnh sớm trễ được nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ xiết tiếp con ốc thứ hai vào và mình sẽ dẫm bàn kẹp lên, dẫm bàn kẹp xuống, mình kiểm tra xem là cái trục bi của chúng ta nó còn di chuyển được nhá. Đó. Sau khi chúng ta chỉnh xong rồi, mình dẫm bàn kẹp lên xuống thì các anh chị phải để ý cái trục bi này của chúng ta này, nó phải đứng im, nếu mà nó động loại nhúc nhích thì là cái cam của chúng ta chỉnh chưa đúng nhá. Thì nó sẽ làm cho cái chân vịt chúng ta nó lên xuống. Đó. Rồi. Sau khi mình đã chỉnh xong rồi thì mình sẽ quay xuống dưới kiểm tra lên chân vịt nhá. Rồi sau khi mình đã chỉnh xong cái cam chân vịt rồi thì mình quay xuống phía chân vịt mình kiểm tra này. Thì bây giờ mình lưng hạ bàn kẹp này. Đó, mình lưng hạ bàn kẹp lên xuống này. Thì cái chân vịt của mình nó đã không còn cái tình trạng là bị lưng lên lưng xuống theo cái chân vịt nữa nhá. Đó. Là khi chúng ta lưng cái bàn kẹp lên xuống này thì cái chân vịt của chúng ta nó phải đứng im như thế này nhá. Nếu mà khi chúng ta lưng bàn kẹp lên xuống mà cái chân vịt của chúng ta cũng lên xuống theo cái chân vịt theo cái bàn kẹp này, tức là cái cam chân vịt của chúng ta, cái trục cam ấy là nó bị xa cái trục bi quá nhá. Đó. Và tiếp theo là mình quay xuống, mình kiểm tra xem là cam chúng ta nó đã đi đúng chưa. Thì các anh chị chỉ cần dẫm bàn kẹp của chúng ta xuống này và chúng ta quay kim xuống tận cùng này. Đó. Và các anh chị quay đến cái thời điểm là khi kim đó, khi kim rút lên, cái đầu kim nó rút lên gần bằng tới cái mặt huyệt này đó, thì các anh chị để ý là cái chân vịt của chúng ta bắt đầu đi lên như thế này là cam chúng ta là cam chuẩn nhá. Đó. Đó là khi chúng ta quay kim đi xuống tận cùng này, và khi chúng ta quay kim của chúng ta đi lên và cái đầu mũi kim của chúng ta gần lên tới mặt huyệt thì cái chân vịt của chúng ta nó phải đi lên nhá, tức là cam chuẩn. Đó. Thì các anh chị chỉ cần chỉnh làm sao, căn làm sao cho con ốc số 1 của chúng ta nó cách cái trục bi của chúng ta khoảng 1 phân, và chúng ta tính từ cái thành máy đến cái lục giác 2,5 của chúng ta là 1 phân đến 1 phân rưỡi là ok nhá. Đó. Thì rất đơn giản. Thì mình hôm nay mình chia sẻ cái video này cho các anh chị nào lúc nào gặp cái tình trạng này thì các anh chị có thể là khắc phục được nhá. Rồi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Thì các anh chị xem video của mình thấy hay, thấy hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like, một đăng ký kênh, nhớ ấn vào cái chuông 2 lần để nhận những thông báo video mới của mình ra.